Dạ, Trần Việt xin mến chào quý vị. Dạ, quý vị thấy đây là cái hình ảnh của ông Trần Trường nè, Trần Trường với Hồ Chí Minh nè. Mình nhắc lại cái lịch sử gọi là năm 1999 á, thì anh Trần Trường này đó, ảnh bằng áo nâu đây nè, ảnh có cái tiệm gọi là hai tách để bán mấy cái computer rồi băng nhạc đồ này nọ đó. Thì không biết lý do như thế nào mà ảnh là cũng là một người tị nạn cộng sản đi vượt biển đó, mà rốt cuộc ảnh treo cái lá cờ đỏ sao vàng ở ngay cái tiệm của ảnh, và ông cũng treo cái hình Hồ Chí Minh ở ngay cái tiệm của ông. Thì thế là người ta, khi mà người ta biết được đó, thì đồng bào Việt Nam người ta kéo nhau đến rất là đông đảo, có thể lên tới mấy chục ngàn người á, chứ không phải ít đó. Thì người ta biểu tình gọi là suốt 55 ngày đêm, mà tòa án đó nó có hay một điều đó là mới đầu á, thì tòa án nó đồng ý với người biểu tình phải không, nhưng mà khi đó đó là kháng cáo lên, thì bên bên Trần Trường đó, một số người ta binh vực Trần Trường đó, thì người ta lên cái tòa gọi là kháng cáo lên trên. Kháng cáo lên trên đó, thì tòa án lại nói là Trần Trường được cái quyền gọi là thể hiện cái quyền tự do của ông. Tự do ngôn luận đó, là trong tự do ngôn luận đó là có luôn cả các quyền gọi là treo cờ hoặc là treo hình Hồ Chí Minh ở trong tiệm của ông. Là thế là đồng bào tiếp tục biểu tình, bởi vì 55 ngày đêm mà, thấy không? Thì tại vì đó cảnh sát ở ở ở Cali này nè, cảnh sát Cali này đó mới chở ông hộ tống ông Trần Trường để mà vô cái tiệm đó để mà treo cái cờ, là ông có quyền tự do đó, nhưng mà đồng bào lại cũng có quyền tự do biểu tình. Nước Mỹ nó hay, nó lạ luôn như vậy đó. Đồng bào biểu tình, rốt cuộc biểu tình 55 ngày đêm, tốn biết bao nhiêu công sức của cảnh sát mà không giải quyết gì được hết. Thế là có một cái người đột nhập vào trong cái tiệm của ông Trần Trường vào buổi tối, rồi lấy đi cái lá cờ với cái hình Hồ Chí Minh. Là từ đó cái không có cái lá cờ nữa thì cuộc biểu tình nó chấm dứt thôi. Thì đại khái là như vậy đó. Nhưng mà mình thấy đó cũng là thật là đáng thương cho ông Trần Trường chứ. Ổng đó rốt cuộc đó chỉ vì ổng mù quáng như vậy đó, thành ra ổng được cái những người cộng sản người ta gọi là chào đón khi ổng mang vợ ổng và gia đình ổng, mấy con của ổng về Việt Nam để mà sinh sống. Rốt cuộc quý anh chị biết sao không? Rốt cuộc đó Trần Trường thảm hại luôn. Trần Trường bị thưa kiện rồi bị lấy hết cái hồ cá luôn. Gọi là bị cộng sản nó cướp giật hết. Đại khái rồi ổng phải trở về Mỹ. Ổng trở về Mỹ rồi ổng xin lỗi đồng bào, đại khái là như vậy nha. Giống như chơi cây này Trần Việt cho quý anh chị em coi khi mà Trần Trường trở về Bây Mỹ giờ kính nha. chào khán thính giả. Thưa quý vị, ký giả Lê Bình tổ chức một cuộc họp báo mời truyền thông Việt ngữ Bắc Cali tiếp xúc với ông Trần Trường đã diễn ra vào lúc 5 giờ chiều thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 tại nhà hàng Hội An Bistro, quy tụ khoảng 20 người. Sau lời giới thiệu của ký giả Lê Bình về ông Trần Trường, người đã treo lá cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh trong tiệm của ông tại thành phố Westminster, California,
đã khiến cả chục ngàn đồng hương giận dữ và biểu tình suốt 55 ngày đêm. Ông Trần Trường mở đầu như sau. Cái này là sự thật nó xảy ra cái ở Bắc Cali nha. Bắc Cali đó là ở San Jose. Tôi muốn xin lỗi những hành động đó làm cho khơi lên những cái đau đớn với đồng bào mình ở hải ngoại. Ông Trần Trường cho biết năm 2005, ông đã bán tài sản tại Mỹ để đưa gia đình ông về Việt Nam, đầu tư góp phần xây dựng đất nước. Tưởng rằng đó là quê hương của mình và với những việc làm của tôi... Thấy không? Làm sao mà xây dựng đất nước được? Làm sao mà xây dựng đất nước cho một cái thế giới cộng sản được? Cộng sản mà nói gì xây dựng đất nước? Cộng sản chỉ biết phá hoại đất nước thôi. Đây là người Trần Trường. Người ta đã treo cờ gọi là cờ Phúc Kiến. Rồi người ta treo ảnh Hồ Chí Minh nữa. Mà Trần Trường đâu có biết Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc Tàu đâu. Thiếu tá Hồ Quang mà. Mà rốt cuộc người ta ủng hộ cộng sản như vậy. Mà rốt cuộc về Việt Nam lại bị hất hủi. Rồi người ta sống không nổi, người ta phải trở ra lại đây. Mà trở ra lại đây thì cũng sống không nổi, nên ra Trần Trường phải xin lỗi cộng đồng nha. Cái clip này đó quý vị thấy Trần Trường xin lỗi cộng đồng phải không? Là lỡ lầm, là nghe theo cộng sản. Chính quyền Việt Nam, khi mà tôi đã treo ảnh và lãnh tụ của nước Việt Nam và lá cờ Việt Nam, tôi tin rằng đó là những cái can đảm và chịu đựng của tôi phải có một sự vận động bù đắp bằng cách là quan tâm và hỗ trợ giúp đỡ cho tôi. Ký giả đặt câu hỏi. Ông cho biết trước tiên gia đình ông được thiếu tá Dương Ngọc Tiến báo công an thành phố Hồ Chí Minh đưa về Hà Nội thuê nhà ở 3 tháng. Sau đó ông về Đồng Tháp nuôi cá để bán. Thương trường cạnh tranh dẫn đến việc đưa nhau ra tòa. Đi đến quan chức tòa thì ở Việt Nam mình thấy khi có một vụ kiện tụng nào đó là giống như là có một cái mắm tiền vô với quan chức vậy. Tiền mặt tức là mọi cách họ dễ dàng làm sao để cho cái cuộc kiện nó thành hình thì họ được ăn phần quyền ông, phần lợi riêng trong đó. Các phiên tòa kéo dài để các quan chức cộng sản trục lợi. Cuối cùng tài sản của ông Trần Trường bị cưỡng chế và phát mãi. Khi mà ông ghê không? Giống như cái bánh vậy đó. Tha hồ nó ăn cướp, ăn cướp của dân. Đâu có coi Trần Trường ra cái gì đâu. Rồi cưỡng chế đến nhà đập phá tôi thì ủy ban nhân viên mới mời tôi tới. Cưỡng chế rồi đập phá nhà của mình nữa. Trời đất ơi, mà người ta gọi là treo hình hồ đó, rồi người ta treo cờ đỏ sao vàng, cờ Phúc Kiến đó, mà người ta ủng hộ cộng sản như vậy đó, mà về tới quê hương là bị trù dập rồi là thê thảm luôn. Nhân tình là dẫn động tôi phải giao đất. Trong 4 năm, lúc đầu ông di chuyển bằng xe hơi, sau đó lái xe hai bánh và cuối cùng là đi xe đò. Ông kể. Đi xe đò, đi bộ đúng hơn. Đi xe đò mà đâu phải xe đò của mình đâu. Ông tôi khổ sở quá. Khổ sở quá. Tôi phải bắt ốc để đỡ gạo. Tôi phải lấy những cái gì mà quý giá nhất trong người của tôi, từ chiếc nhẫn cưới. Trời ơi, đem mà là bán luôn cái nhẫn cưới để mà mưu sinh nữa. Thấy không, cái chế độ cộng sản nó rất là tàn bạo đối với một người mà yêu nó như vậy. Tôi đeo ở trong người tôi cũng phải lột ra cái mắt. Rồi cái gọt cười, cái cuối cùng cái răng ở trong người tôi cũng phải nhổ ra để tôi bán. Trời ơi, cái răng ở trong người mà cũng nhổ ra để mà bán. Kinh hoàng. Tôi có hỏi tại sao ông Trần Trường không xin lỗi trực tiếp ở Nam Cali, nơi ông gây ra lỗi lầm. Ông nói là ông đã có dự tính sẽ thực hiện tại Nam Cali. Dạ, xin cảm ơn anh. Cái nhất là tại sự chọn ở Bắc Cali đó là tình cờ tôi gặp anh Văn Lan trên những ngành thao thóc. Và anh Văn Lan ở Bắc Cali. Trả lời cho mục đích của cuộc tiếp xúc này, ông cho biết lý do ông trở về Mỹ trước hết là ông ân hận và thành khẩn xin lỗi đồng bào hải ngoại tha thứ cho ông về việc treo cờ đỏ và hình Hồ Chí Minh.
tôi cũng biết rồi, tôi cảm thấy hối hận những hành động chúng ta làm. Và anh ta muốn đến đây để xin lỗi đồng bào Hải Ngoại qua cái cơ quan báo chí mà bắt ta lên trong nhà trước. Và chính vậy Trần Tường mới ngày hôm nay, nếu các anh mà muốn Trần Tường quy xuống lại cộng đồng Việt Nam, Trần Tường không làm, các anh có muốn điều đó không? Hãy nói thật sự đi, có muốn Trần Tường quy xuống lại các anh để các anh tha lỗi không? Trần Tường có thể làm được điều đó không? Được. Được thôi. Anh Trần Tường nói là được, không? Sẵn sàng quỳ xuống để mà cộng đồng người Việt Bắc Cali tha lỗi đó. Tiếp theo ông muốn trình bày. Rất là can đảm. Sự thật phũ phàng của ông sau 8 năm sống dưới chế độ Cộng sản và cầu cứu Việt Nam Cộng Hòa giúp ông có tiếng nói để... 8 năm sống dưới chế độ Cộng sản đó, chịu không nổi, cũng phải bỏ nước ra đi. Quý anh chị em thấy như thế nào? Cái nhà cầm quyền cộng sản phải thay đổi. Quá độc ác, phải không? Đâu có nước cộng sản nào mà giàu có đâu. Người dân sống sung sướng đâu. Phải không? Tại sao giống như các quốc gia khác, người ta đâu có chọn chủ nghĩa cộng sản. Cộng sản có vài nước mà Cuba rồi Bắc Hàn nghèo thế bà luôn. Tại sao phải bám vào cái chủ nghĩa cộng sản để mà sống vậy? Rồi là ăn trên xương máu của đồng bào rồi mới sống thôi. Để đòi lại tài sản của ông. Lý do tại sao tôi trở lại và tôi nhờ anh em Việt Nam Cộng Hòa cho tôi miền đất Thao. Và cũng nhờ hôm nay có tiếng nói. Còn ở trong nước bưng bít hết. Tôi gửi đơn đi khắp nơi, từ trung ương đến địa phương. Không ai trả lời tôi câu nào hết. Tôi biết ở Việt Nam là cái sức mạnh là từ không, Việt Nam là sức mạnh là tiền nè. Không, đó đâu có công lý gì đâu. Không? Luật rừng. Việt Nam là, Việt Cộng là luật rừng. Nó chơi toàn là luật rừng không à. Những người Cộng sản là vậy đó. Không? Đây là bằng chứng một người nạn nhân của Cộng sản mà từ ở ngoài hải ngoại trở về nước, sống 8 năm trời. Không? Chịu không nổi, chạy ra ngoài hải ngoại trở lại, rồi xin lỗi đồng bào. Đau thương không? Đâu có ai hiểu về cái cộng sản đâu. Người ta hiểu cộng sản là người ta bỏ nước, người ta đi hết trơn rồi. Tại vì nó rất là ác độc, không? Nó là nghèo đói nữa. Thành ra người ta đi hết. Bởi vì cái cuộc biểu tình Trần Trường đó, nó lớn vĩ đại lắm. Mấy chục người á, mấy chục ngàn người á, chứ không phải là bình thường đâu. Đây là những cái hình ảnh mà mình thấy mấy chục ngàn người biểu tình nữa. Mình thấy rất là đau đồng lòng cái chủ nghĩa cộng sản này, mình nói hoài á. Tại sao mình phải đi thờ lại cái cờ phúc kiến của giặc Tàu vậy? Mình coi là mình thấy mình không đồng ý tí nào. Đây là cái phim thôi. Cái phim mà Trường Chinh của Trung Cộng chiếu đó, thì nó dở lại cái lịch sử cũ đó, là dùng cái lá cờ đó, Phúc Kiến, là cái giá lá cờ Tàu đó, lá cờ đầu tiên của Tàu đó ở tỉnh Phúc Kiến đó, nó có cái huy hiệu là búa liềm đây nè. Quý vị thấy không? Cái ông này là người Tàu, ông nói chuyện đó. Hiện tại thành ra cái nguồn gốc của cái lá cờ là tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu. Mình là người nước Việt Nam, tại sao mình không nghĩ ra được một cái lá cờ nào, mình vẽ ra một cái lá cờ nào? Phải không? Có người Việt Nam dịch thừa sức vẽ ra một lá cờ. Không thể nào mà mình sử dụng cái lá cờ của giặc Tàu để mình làm cờ tổ quốc hết á. Nó rất là vô lý, làm sao mà đất nước mình khá được. Mà mình dòm thấy có hai cái lá cờ không? Hai cái lá cờ đó, hai lá cờ cũng y chang như nhau à. Giống như cờ cha với dường, đấy nè, cờ Phúc Kiến nè. Đó, cờ đỏ ngôi sao mập nè. Thấy không, đây nè. Mình thấy không, lá cờ Việt Cộng là nó đây nè. Nó nhỏ đây nè. Rồi lá cờ Trung Cộng là nó bốn ngôi sao đây nè. Và thêm một ngôi sao nữa, Việt Nam nữa. Thành ra là... sao lớn này nó gọi là Đại Hán nè.
Việt Nam rồi hồi Mông Tạng rồi đó tùm lum hết đó. Đó. Nên tượng trưng cho anh giặc tàu nè. Đây anh Việt Nam nè, cầm lá cờ Việt Nam nè, đỏ sao vàng nè. Đó. Chỉ biết làm nô lệ cho giặc tàu thôi, rồi làm sao mà khá được. Đó. Mình không thể nào mình khá được khi mình đất nước mình sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến đó. Mà lá cờ Phúc Kiến là nên nhớ là của Hồ Chí Minh mang đến. Hồ Chí Minh là thiếu tá đó, Hồ Quang đó. Đây Hồ Chí Minh, đây quý vị thấy hình ảnh Hồ Chí Minh không, thiếu tá Hồ Quang nè, thấy không quý vị thấy không, đó hình ảnh Hồ Chí Minh đó. Rồi mình thấy hình ảnh cho Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông, thấy không, nó cũng là tàu với nhau, nó bằng áo y chang với nhau, cũng bốn túi y chang nữa. Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông rồi nó tàu á, nó là người tàu. Bởi vì Trần Việt nói đó, quý vị để ý đến cái phần mà lịch sử của Việt Nam đó. Lịch sử Việt Nam đó có Nguyễn Duy, Nguyễn Võ Văn Giáp, phải không? Ông Võ Văn Giáp đó, là ông thắng cái trận Điện Biên Phủ. Võ Văn Giáp ông thắng Điện Biên Phủ. Rồi rồi mà sự thật có xảy ra như vậy không? Có Võ Nguyên Giáp chứ, Võ Nguyên Giáp chứ không phải Võ Văn Giáp. Mình xin lỗi. Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp ông thắng trận Điện Biên Phủ. Bây giờ Trần Việt hỏi quý vị nghe đó, có sự thật đó không? Mình nghĩ nó không phải là sự thật. Nếu mà Võ Nguyên Giáp mà thắng trận Điện Biên Phủ đó là người Việt Nam thắng, mà ông là đại tướng mà ông thắng đó, bổn khùng hay sao ông chia đôi đất nước mình? Một người thắng trận mà đi chia đôi đất nước của mình, ký cái hiệp định Genève chia đôi đất nước của mình, đâu có chuyện đó. Sự thật là Võ Nguyên Giáp cũng phải thua Hồ Chí Minh thôi. Mà cái Hồ Chí Minh là cái thằng đó mới độc ác, nó mới chia đôi đất nước của mình, tại vì nó là thằng giặc tàu. Hồ Chí Minh là giặc tàu thì lẽ dĩ nhiên trận Điện Biên Phủ đó là do ba cái người tướng của giặc tàu, đó là Duy Quốc Thanh, Trần Canh và Lã Quý Ba, ba vị tướng tàu. Sự thật là ba vị tướng tàu đó là nó đánh trận Điện Biên Phủ thắng giặc Pháp, tại vì Điện Biên Phủ nó cũng gần biên giới của Trung Cộng thôi, thì nó tràn qua, nó đem súng ống qua rồi nó đánh thắng thôi, chứ đâu phải là của Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp là đại tướng ngang hông, Võ Nguyên Giáp có đi lính ngày nào đâu mà thắng. Võ Nguyên Giáp chưa từng là trung tướng, chưa từng là thiếu tướng, chưa từng là đại tá nữa, chưa từng là chủng quý nữa. Đấy không? Tự nhiên đại thái tướng ngang hông rồi có lính gì đâu mà đánh, rồi có súng gì đâu mà đánh. Do giặc tàu nó đánh, thành ra khi mà nó đánh rồi đó, nó bắt buộc chia hai đất nước là phải chia hai đất nước thôi. Đặng ít ra nó cũng chiếm được miền Bắc, rồi Pháp thì chiếm được miền Nam, rồi sau này nó tiếp tới súng đạn, nó súng nó đánh miền Nam luôn, để mà nó trở thành cộng sản thôi. Nó sẵn sàng nó cai trị Việt Nam cho tới bây giờ thôi. Thấy không? Thằng thằng Việt Cộng chỉ là bù nhìn cho thằng giặc tàu thôi. Hiểu không? Bởi vì nó chỉ cần mua được thằng vua, nó mua thằng được vua là nó gọi là cai trị cả nước Việt Nam luôn. Nước Việt Nam trở thành nô lệ cho giặc tàu thôi. Bởi vì khi xưa đó, cách đây 2.000 năm đó, nó có một người thương gia, là người thương gia đó đó, họ nói rằng là chỉ có cách buông vua là làm giàu thôi. Buông vua là làm giàu nhất đó. Ông cũng họ Lã đó.
ông đó người Tàu đó buôn đua là làm giàu nhất, bởi vì nó sau này nó mới cấy Hồ Chí Minh đó. Nó cấy Hồ Chí Minh vào làm chủ tịch nước Việt Nam đó. Tại vì giặc Tàu đó cả ngàn năm nó đô hộ không nổi. Nó muốn đô hộ Việt Nam mà nó đô hộ không nổi, thành ra nó phải cấy ông vua thôi. Nó cấy ông vua để mà cầm đầu nước Việt Nam đó, để rồi sau này bởi vì Hồ Chí Minh sẵn sàng là kêu Phạm Văn Đồng ký cái công hàm bán nước liền, dân dân gọi là quần sa đảo quần sa Trường Sa cho Hoàng Sa với Trường Sa cho giặc Tàu. Mà bây giờ đó sự thật là nước mình nó mất rồi. Trần Việt tin tưởng là nó mất hoàn toàn rồi, thành ra nó chỉ làm nó màu mè là Việt Nam vậy thôi, sự thật là nó đâu còn là Việt Nam nữa. Lúc nào nó cũng 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 tuân lệnh theo cái thằng giặc Tàu đó. Bởi vì nước mình phải nghèo hoài thôi. Nghèo đói hoài nếu mà vẫn còn thờ lại cái thằng Hồ Chí Minh này nè. Thằng Hồ Chí Minh là nó giặc Tàu chứ nó không phải là Nguyễn Ái Quốc đâu. Nguyễn Ái Quốc là người ta là khi xưa người ta có thắt cà vạt nè, thấy không? Hồ Chí Minh từ từ nhỏ tới lớn mà từ từ lúc mà lớn lớn lên rồi có khi nào thắt cà vạt không? Không có. Trong khi Nguyễn Ái Quốc thì có thắt cà vạt. Nguyễn Ái Quốc là sao sao đi Pháp nè, đó hình ảnh Nguyễn Ái Quốc nè, thắt cái cà vạt nè. Hồ Chí Minh đâu có biết thắt cái cà vạt bao giờ. Đúng không? Hồ Chí Minh còn nói chuyện là khai thác cắt thắt nữa. Trong cái cuộc họp đó, ổng chỉ mấy cái người mà thắt cà vạt đó là những cái người đó là cũng như bắt chước mà không có tốt đó. Thành ra ông nói là giống như cái thắt cổ vậy đó. Ông đâu có đồng ý thắt đâu. Mà rốt cuộc tại sao mình thấy hình ảnh thắt cà vạt của ổng vậy? Là Nguyễn Ái Quốc đó là đã chết trong nhà tù Hồng Kông rồi. Hồ Chí Minh nó đứng lên nó thay thế thôi. Sự thật nó đâu phải là Nguyễn Ái Quốc đâu. Lịch sử nó rành rành như đó. Người ta đã nói rằng đã có nói là Nguyễn Ái Quốc chết trong nhà tù Hồng Kông vì cái bệnh ho lao. Bệnh ho lao là vi trùng cóc đó, là không có ai mà thoát được hết đó. Thời đó đâu có thuốc mà streptomycin đâu. Đâu có trụ sinh mà streptomycin để mà cứu đâu. Thì mấy người đã bị mà ho lao là chết hết. Tự nhiên mà có Hồ Chí Minh nè. Hồ Chí Minh xuất hiện là tự lấy thằng giặc Tàu đem ra thôi để mà cai trị người Việt Nam thôi. Tại vì lúc đó nó cũng may mắn là Nhật thả bom nguyên tử đó, hai quả bom nguyên tử ở Nagasaki với Hiroshima. Thì trong lúc đó thì Nhật nó lại bị Mỹ chơi trái hai trái bom nguyên tử đó rồi mà mới đầu hàng. Nhật đầu hàng thì tự nhiên là Nhật phải rút rút quân ra khỏi Việt Nam. Rút quân rồi phải giao chính quyền cho ai? Sự thật là Nhật nó giao chính quyền cho chính phủ Trần Trọng Kim. Rút cuộc mới vừa giao chính quyền xong là cái thằng Việt Cộng nó ngay miền Bắc rồi nó nhào vô, thằng thằng Trung Cộng nó miền Bắc nó kéo quân nó nhào vô rồi nó cướp chính quyền thôi. Nó cướp chính quyền rồi nó đưa Hồ Chí Minh lên làm chủ tịch nước thôi. Rất là đơn giản. Cái thằng giặc Tàu mà nó sát biên giới mà súng ống cũng có, quân đội cũng có, nó muốn làm gì là không được. Thành ra mình khổ vậy đó. Rồi nó từ Bắc rồi nó vô Nam, rồi mình có hai quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Việt Nam Cộng Hòa, rồi là nó đánh nó chiếm luôn miền Việt Nam Cộng Hòa để mà nó cướp hết toàn bộ cái đất nước lãnh thổ của mình, để bây giờ người dân mình phải sống khổ biết bao nhiêu. Mà mình phải thờ lại cái Hồ Chí Minh nữa, rồi phải thờ lại cái cờ Phúc Kiến nữa. Nó đau khổ cho cái dân tộc mình như vậy đó chứ. Sẵn đây thầm mình nhắc lại trần trường cho quý anh chị biết là
cái thằng cộng sản nó ác độc như thế nào đó. Những cái người mà ủng hộ nó giống như Trần Thường đó, về nước đó sống còn không nổi nữa, phải trở ra hải ngoại rồi để mà xin lỗi đồng bào, thấy không? Đó là cộng sản là không có xài được, thằng nào cộng sản là không có xài được, nó thật á. Bởi vì người ta mới 6 triệu người, người ta mới bỏ nước ra đi, ai mà sống cộng sản nổi. Cộng sản độc tài độc ác, toàn là làm bậy không à, toàn là ăn cướp thôi, tất cả là đều ăn cướp của dân hết đó. Sống bằng người ăn cướp đó. Mình lâu lâu rồi thì mình cũng phải nhắc đến cái vụ Trần Trường ha. Đó. Bởi vì mình nói thiệt, nói cũng tội nghiệp. Tội nghiệp cái ông Trần Trường này á, chứ không phải là không đâu. Thì nếu mà trong cái đề biên á, làm ăn với nhau, còn nếu mà dính vô vấn đề chính trị thì lúc đó là rất là khó, tùy tiện không thể giúp được. Thì tôi muốn nhắc quên trở lại là biết bao nhiêu người bị lường gạt, chứ không phải chỉ có một ông Trần Trường này bị cộng sản lường gạt đâu. Biết bao nhiêu người họ không hiểu về cộng sản là họ đều bị lường gạt, đúng không? Tưởng đâu là cộng sản là cũng yêu nước, cộng sản mà làm gì biết yêu nước, đúng không? Nó bắt giam biết bao nhiêu người yêu nước, nó bắt mấy trăm người yêu nước đó. Trần Việt đã đưa hình ảnh những người yêu nước rồi, là biết bao nhiêu hình ảnh của người yêu nước bị bắt giam đó. Bùi Tuấn Lâm nó cũng bị bắt giam đó, mới vừa đây đó, Bùi Tuấn Lâm đó. Để lại một người vợ với ba đứa con rồi vô trong tù. Biết bao nhiêu người cũng 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 bị bắt, cộng sản là bắt hết. Hễ mà yêu nước là bị bắt hết, hiểu không? Mà chống giặc Tàu là bị bắt hết. Trời, mình nhớ thấy hình ảnh mà người ta chống giặc Tàu mà nó lấy cái hình ảnh mà nó chụp cái thằng công an nó đạp vô mặt mấy cái người biểu tình đó. Nó đạp vô mặt biểu tình mà khi mà lên xe bus. Mình biết đó, cộng sản là nó ác vì đó. Thành ra mình phải nhắc đến những cái tội ác của nó, mình không quên. Thành ra mình nhớ lại vụ anh Trần Trường là nó xảy ra 1999, mà đồng bào mình đó ở hải ngoại đó phải biểu tình suốt 55 ngày đêm rồi mới 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 lấy được cái lá cờ đó. Suốt 55 ngày đêm đó mà đồng bào vẫn kiên trì biểu tình hàng ngày để mà dẹp cái lá cờ đỏ sao vàng với cái hình Hồ Chí Minh. Tại vì ở bên đây nó có quyền tự do ngôn luận là vậy đó. Nó quyền tự do là treo cờ, rồi quyền tự do rồi treo hình. Mình muốn thích hình nữa ai mình muốn treo là cái quyền tự do của mình. Thành ra cảnh sát mà của San Jose đó phải bảo vệ Trần Trường treo tấm hình đó. Là Trần Trường có quyền tự do đó. Nhưng mà anh có quyền tự do thì đồng bào cũng có quyền tự do biểu tình. Tôi chống cái hình đó. Tại cái hình đó nó quá độc ác. Thấy không? Tôi là những người tị nạn mà chính vì cái chủ nghĩa cộng sản mà chế độ cộng sản mà làm cho tôi chạy bỏ nước ra đi. Làm sao mà bắt tôi phải 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 nhìn cái hình ảnh đó được ở nơi công cộng là tôi ghét lắm. Thấy không? Thì bởi vì mình phải nhắc. Mình phải nhắc cái vụ Trần Trường để cho quý chị em thấy cái tội ác của những người cộng sản như thế nào. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Rồi, Trần Việt xin mến chào ha.